ơi, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Trúc nha. Ngày hôm nay Trúc có vua sầu riêng để giới thiệu cho mọi người đây. Musang King. Trời ơi, mấy bữa nay thèm sầu riêng lắm lắm luôn rồi. Mà tìm không có, nó hết mùa đó mọi người. Nên đã đặt cái sầu riêng hộp này về ăn. Thì lúc mua là Trúc cũng định mua cái trái để về khui ra cho nó đã. Nhưng mà cái loại này thì nó nhập khẩu nên là nó không có cái trái. Bởi vì cái trái không có bảo quản được lâu, nên người ta đã lấy cái cơm nó ra và người ta đóng gói đông lạnh như thế này. Trúc mua ở cái chỗ này nè. Mọi người có thể search ở trên Facebook để tìm hiểu thông tin cũng như là giá cả của nó nha. Cái này thì Trúc mua là 580 mấy ngàn, Trúc được giảm giá còn 529 ngàn. Bây giờ thì Trúc sẽ khui nó ra và Trúc sẽ ăn để xem là cái mùi vị nó như thế nào. Cái loại này nghe nói là ngon nhất ở khu vực châu Á đó. Còn chỗ khác không biết có không. Nó được như đây nè mọi người, 530 ngàn, được 400 gram, đóng gói như thế này đây, đông lạnh nha. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra nha, thèm lắm rồi. Nhưng mà ăn cái này hơi sót tiền mọi người. Nó thơm. Ôi nó thơm quá. Xỉu, ngon xỉu. Đã cho mọi người. Trời ơi, cái màu của nó nè, xuất sắc chưa. Quá đã luôn. 530 ngàn được như đây nha mọi người. Bây giờ mình phải thưởng thức nó thôi. Ôi ui, nó thơm nực nồng luôn á mọi người. Hạt lép nha mọi người, cái hạt có chút xíu à. Bắt đầu thôi nào. Nó khá là giống với lại cái sầu riêng của mình. Cũng có cái vị đắng. Rất thơm. Cái hộp của nó đây mọi người. Lép xẹp. Nhưng mà nó không bị nhão. Cái này là người ta đông lạnh đó mọi người. Bảo quản ở nhiệt độ là 5 độ C. Trước khi ăn thì mình đem ra. Mình để mình rã đông một tí xíu. Thì nó sẽ được như thế này nè. Cơm nó dẻo. Cái hộp rất là mỏng luôn. Lột như lột muối mít đó mọi người. Nói chung á là Trúc thấy nó khá giống sầu riêng Việt Nam. Nó y xì vậy đó. Chỉ có điều là cái thơm của nó với cái màu của nó thì đậm hơn rất là nhiều so với sầu riêng Việt Nam. Hộp thì siêu lép. Nói chung là được ăn sầu riêng là đã đời lắm rồi. Không có gì phải hối hận hết. Bây giờ là hết mùa sầu riêng rồi. Thì mọi người ăn cái sầu riêng này, mọi người sẽ cảm thấy hợp lý, ít bị tiết tiền. Nhưng mà nếu mà nó đúng vô cái mùa sầu riêng ở Việt Nam mình mà mua cái này ăn thì tiết tiền thiệt. Bởi vì so với cái số tiền đó thì mọi người đã có thể mua được cỡ 2 trái sầu riêng to để ăn rồi. Hồi nãy mình nói là ngon nhất châu Á là sai. Cái này là sầu riêng ngon nhất Malaysia thôi. Còn cái loại mông thông nữa mà Trúc đặt hàng không được cái đó. Cái đó làm như không có hàng hay sao? Rồi Trúc cũng muốn thử cái trái sầu riêng chút xíu nữa. Rồi có loại sầu riêng ruột đỏ nè mọi người. Nhiều loại lắm. Cái này á, cơm nó rất là dẻo. Nó rất là dày. Nên là ăn nó sẽ rất là mau ngán. Nhưng mình thì không ngán đâu. Chỉ có điều á, là mỗi lần mà ăn sầu riêng xong á, sẽ bị viêm họng. Mà mỗi lần mà Trúc bị viêm họng á, cái nó sẽ kèm theo sốt nè, cảm. Có khi kéo dài 2 tuần lễ, nhanh thì 1 tuần mới hết. Nhưng mà bây giờ thèm quá rồi là bất chấp. Có cái hộp này hơi to nha. Đây. 400 gram thì chắc là cái trái của nó cũng phải 2 ký. Ký mấy 2 ký thì tính ra là giá nó gấp đôi cái giá sầu riêng Việt Nam. Tính trái á. Nhưng mà thật sự là Trúc cảm thấy cái sầu riêng này nó không có ngon mọi người.
nó béo nó thơm nhưng mà nó không ngon là vì sao mọi người biết không? Bởi vì do nó đông lạnh á, thì cái muối sầu riêng nó không có còn tự nhiên nữa rồi, nó không có mềm cái kiểu tự nhiên, và cái mùi khi đông lạnh á, mặc dù nó rất là thơm đó, nhưng mà mọi người nghe nó không có đã bằng cái mùi sầu riêng chín tự nhiên mọi người. Thèm quá thì phải chịu thôi, nhưng mà thực ra là cái sầu riêng Việt Nam của mình á, và nó chín tự nhiên á, thì nó ăn nó vẫn tốt hơn và nó vẫn ngon hơn, đặc biệt là nó vẫn rẻ hơn cái này. Nó hơi khô, nó không có bị sơ, mặc dù là cơm nó nhiều và cơm nó dày, nhưng mà nó không có bị cái muối của nó không có cái sớ sớ dày dày như cái kiểu sầu riêng hạt lép của mình. Nhưng mà về mùi thì thơm thiệt, nhưng mà về độ ngon thì Trúc nghĩ là cái sầu riêng Việt Nam của mình cũng ngon ấy chứ. Cái này chỉ ngon nhất Malai thôi, không ngon nhất châu Á được. Mình cũng có vô sầu riêng chứ bộ. Vô sầu riêng của Việt Nam có thể là sầu riêng ri sáu hay là sầu riêng gì đó. Nó có khá là nhiều muối. Muối của nó không có bự bự như cái kiểu muối của mình đâu, nó vừa vừa thôi. Nhưng mà ở đây có những cái hộp hơi to mọi người, nói hạt lép chứ thực ra là có mấy hộp lép thôi, còn cái này thì cũng hộp bự nè. Nói chung là ăn, thứ nhất là để đã cơn thèm, thứ hai là để khám phá cái loại sầu riêng mà chưa từng ăn bao giờ, để trải nghiệm. Và sau khi trải nghiệm xong rồi thì Trúc nghĩ là sầu riêng Việt Nam vẫn ngon. Về mùi vị, về chất lượng và cả về giá thành nữa. Còn cái này đồ nhập là ăn cho biết thôi. Và Trúc cũng sẽ để dành cái muối này lại để cho người nhà Trúc chiêm ngưỡng một xíu, rồi nếm thử một miếng để cho biết là sầu riêng Malaysia như thế nào. Cảm ơn mọi người đã xem video của Trúc nha. Và nhân cái video này thì Trúc cũng muốn cảm ơn những người trồng sầu riêng, những cái nhà vườn đã tìm cách lai tạo giống để cho ra những cái giống sầu riêng ngon. Và Trúc nghĩ là sầu riêng Việt Nam cũng có một cái vị trí nhất định trong lòng bạn bè khu vực. Bởi vì nếu như chúng ta cảm thấy sầu riêng Malaysia ngon, thì những người Malaysia đến đây du lịch cũng có thể thấy sầu riêng Việt Nam ngon. Ở mỗi một cái quốc gia nó có một cái khái niệm ngon khác nhau. Và đối với Trúc thì sầu riêng Musaking của Malaysia ngon, nhưng không bằng sầu riêng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay nha. Và nếu như mọi người có muốn Trúc trải nghiệm cái sầu riêng nào nữa thì cứ hãy comment bên dưới, cũng như là chỉ cho Trúc cái chỗ mua được cái trái sầu riêng ngon để Trúc có thể ăn và giới thiệu với mọi người. Cảm ơn mọi người một lần nữa. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Bye bye.